Dạ hello, em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa để cô chú anh chị mình có thể cùng xem và cùng sưu tầm nha. Trong cái video hôm nay em sẽ chia sẻ những cái mặt hoa các tem nha cả nhà. Đầu tiên ở đây em có một cái chậu cây Cha Quy Quan Sunset No 2. Em còn ở vườn một cái chậu khá là đẹp luôn. Đây chậu rất là nhiều thân. Chậu này em chia sẻ với giá là 180.000 nha, 180.000 cho cái chậu Cha Quy Quan Sunset số 2. Đó, Cha Quy Quan Sunset số 2. Chậu này đang đi khá là nhiều hướng luôn, chậu rất là nhiều thân. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357. Đó là số điện thoại của em nha cả nhà. Cả nhà có thể là nhắn tin qua Zalo, Facebook của em. 180.000 cho cái chậu Cha Quy Quan Sunset No 2 này. Cái này á thì cô chú anh chị nào mà chốt mã thì mình có thể là chốt với mã số 7, mã số 7 nha cả nhà. Mã số 7. Đây, em tiếp tục theo cái mã số của cái video ngày hôm qua đó cho cô chú anh chị mình dễ chốt ha. Hôm qua là số 6 thì hôm nay đây, đầu tiên cây này sẽ là cây số 7 Cha Quy Quan Sunset No 2. Đó, mã số 7. Tiếp theo ở đây em có một cái cây hoa tím xưa, hoa màu tím xưa rất là đẹp. Cây này là cây Nhật Thịnh. Nhật Thịnh thì chậu hiện tại em chia sẻ chậu rất là nhiều thân luôn nha. Chậu rất là nhiều thân, cây đang phát triển khá là đẹp luôn. Nhật Thịnh này á thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình với giá là 160.000, 160.000 cho cái chậu Nhật Thịnh như thế này. Cô chú anh chị mình có thể là chốt với mã số 8. Mã số 8. Nhật Thịnh á thì nó là một cái cây hoa rất là to nha cả nhà. Cái dòng Nhật Thịnh á thì nó sẽ được xếp vào những cái dòng các hoa đại. Dòng Nhật Thịnh á thì hoa nó là nó đạt từ 16 cho tới 18 cm. Đó, cô chú anh chị mình trồng bông nó có thể đạt từ 16 tới 18 cm và hoa nó sẽ là một cái cây hoa màu tím, tím nhung rất là đẹp luôn. Đó, 160.000 cho một chậu. Và vườn em chia sẻ thì hai chậu trở lên là em sẽ bao ship nha. Cô chú anh chị mình chốt đơn từ hai chậu là em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. 160.000 cho cái chậu Nhật Thịnh như thế này. Cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em. Đó. 160.000 cho chậu Nhật Thịnh. Mã của nó sẽ là mã số 8, mã số 8. Tiếp theo ở đây em còn một cái chậu Vĩnh Khang nè cả nhà. Một cái cây cát đài. Vĩnh Khang này là một cái dòng cát đài nha. Cây này thì em tách chiếc em nhân giống ra. Đó, hiện tại ở đây em chia sẻ cho cả nhà mình là cái chậu như thế này. Đây, cây thuần chậu rồi. Và măng nó đang lên luôn nè cả nhà. Đó, lên rất là khỏe. Vĩnh Khang nha cả nhà. Vĩnh Khang, một cái dòng cát đài xưa. Một cái dòng cát đài xưa. Cây này thì em tách chiếc nhân giống ra. Vĩnh Khang này á thì em sẽ chia sẻ với giá là 200.000 cho một chậu, 200.000 cho một chậu nha. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em. Cát Vĩnh Khang nha cả nhà. Vĩnh Khang này á em chỉ tách được vài chậu thôi, không có nhiều để chia sẻ cho cô chú anh chị mình đâu ạ. Tại vì nó là dòng cát đài, dòng đài xưa, em tách chiếc nhân giống ra thôi cả nhà. 200.000 cho cái cây Vĩnh Khang này. Mã của cây Vĩnh Khang em chia sẻ là sẽ là mã số 10. Cô chú anh chị nào á mà mình chốt đơn á thì mình có thể là nói tên hoặc là nói mã cũng được nha cả nhà. Đó, nếu mà cô chú anh chị mình không nghe rõ tên thì mình có thể là nói mã cho em. Ví dụ như cây này sẽ là cây mã số 10 thì em sẽ biết là cô chú anh chị mình đang muốn chốt cái cây Vĩnh Khang này ha. Đó, 200.000 cho cái chậu Vĩnh Khang với mã số 10 nha cả nhà. Cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ với em. Tất cả các cây ở vườn em á thì em đều đã thuần chậu cho cô chú anh chị mình luôn rồi ha. Đó, rất là khỏe nha cả nhà. Rồi, tiếp theo ở đây em có một cái chậu cây sa giảm rét, sa giảm rét. Cây hiện tại em chia sẻ cho cả nhà mình là chậu như thế này. Đây. Chậu cũng đang khá là đẹp và rất là nhiều thân luôn. Sa giảm rét này á thì em chia sẻ với giá là 180.000 cho cái chậu sa giảm rét với mã số là mã 11, mã số 11 nha cả nhà. Sa giảm rét nha, sa giảm rét mã số 11. 180.000 cho một chậu sa giảm rét như thế này. Đây.
Cây đang rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây đang rất là đẹp luôn, khá là ok. 180.000 cho cái chậu sa giảm rét ở mã số 11. Mã số 11. Hoa cây này thì hoa màu đỏ và khung hoa rất là tròn nha. Khung hoa rất là tròn và rất là đẹp. Tiếp theo ở đây em còn một cái chậu cây na con chai sĩ gen, hoặc cả nhà có thể gọi nó với cái tên gọi là Mr. Gen, hoặc có thể gọi là na con chai sĩ gen. Cái dòng na con chai sĩ này á, hoa nó rất là to và rất là tròn nha. Cây này á thì hoa nó cực kỳ đẹp luôn. Cây này là một cái cây hoa màu vàng lưỡi đỏ, hoa màu vàng lưỡi đỏ. Nó là dòng cát to, dòng cát hoa to mà nó có thể là ra hoa chùm nha. Hoa có, nó có thể là đạt 3 bông, 4 bông, 5 bông có luôn nha cả nhà. Nhưng mà nó là cây hoa to. Cô chú anh chị nào mà mình hay đi chơi hội, hay đi chơi đỏ cả nhà, mình có thể là trồng những cái loại này để mình làm chậu tác phẩm, mình xách đi chơi hội, đi thi đồ là rất là ok luôn nha cả nhà. Hoặc là mình chơi cũng vậy, mình chơi mình cũng nên chọn những cái cây này, nó hoa to, ra bông chùm, đó rất là đáng để cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Đây nè, thân lá của nó nè cả nhà, to từ thân tới lá luôn. Đây cái lá của nó, cái lá của nó rất là to luôn nè cả nhà xem nè. Đó, cái lá của nó cực kỳ to luôn, lá to, thân lá đẹp nha cả nhà. Thân cũng vậy, thân nó mập hơn ngón tay cái luôn, nó to hơn ngón tay cái luôn cả nhà. Cây na con chai sĩ gen này á, thì em sẽ chia sẻ với cái mã là mã số 12. Mã số 12 với giá là 200k, với giá 200k cho cái mã số 12. Hoặc cả nhà có thể gọi là na con chai sĩ gen, na con chai sĩ gen. Tiếp theo ở đây em còn một cái chậu cây na đi son nè cả nhà. Na đi son, một cái dòng tem mới hoa màu đỏ rất là đẹp nha. Na đi son, một cái dòng tem mới hoa đỏ rất là đẹp. Cây này thì hôm trước em có chia sẻ vài chậu rồi đó. Na đi son này thì em chia sẻ với giá là 180.000, 180.000 cho một chậu đã thuần chậu như thế này rồi. Mã cô chú anh chị mình có thể chốt đơn với mã là số 13. Mã số 13, na đi son, tên của nó là na đi son, một cái cây hoa màu đỏ rất là đẹp nha. 180.000 cho một chậu, đơn hai chậu là sẽ được miễn phí ship luôn đó. Bên vườn em là cô chú anh chị mình muốn ship COD hoặc là chuyển khoản đều được, tùy cô chú anh chị mình ha. Đó, ship COD nghĩa là cô chú anh chị mình chốt đơn cho em địa chỉ thì em sẽ gửi hàng, em gói, em gửi bưu tá bên vận chuyển á, họ sẽ đem tới nhà mình, giao tận tay cho mình và nhận tiền của cô chú anh chị mình tại nhà luôn ha. Đó, không cần thiết phải chuyển tiền cho em trước. Đó, cho nên là cô chú anh chị mình cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Đó, tùy cô chú anh chị mình thôi, cô chú anh chị nào cảm thấy thuận lợi là được ha. Đó, nếu mà cô chú anh chị mình bận bịu quá, mình không có thời gian để ở nhà ấy đồ này kia thì mình có thể là chuyển khoản trước hoặc là COD đều được nha. Đó, 180.000 cho cái mã số 13. Mã số 13 Nadison rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, tiếp theo ở đây em cuối cùng là em có một cái mã cát đài tím xưa, một cái mã cát đài tím xưa. Đây, cái mã tím đài này á, thì cái chậu em chia sẻ là một chậu như thế này. Chậu này thì em chia sẻ với giá là 160.000 thôi, 160.000 cho cô chú anh chị mình ha. Chậu đang rất là đẹp nha cả nhà, 160.000 cho một chậu như thế này, đơn hai chậu là được miễn phí ship luôn. Chậu rất là đẹp, cây đang phát triển rất là tốt và rất là đẹp nha. Dòng này là một cái dòng cát hoa chùm, dòng cát hoa chùm, thân lá nó rất là to và rất là cao nha. Dòng này thân lá nó rất là cao, cây nè, cây nó cao hơn hai gang tay á, nó cao phải bốn mấy 50 cm đó cả nhà. Đó, hoa chùm cực kỳ đẹp luôn, hoa màu tím, hoa chùm nó có thể là đậu đạt từ 10 cho tới 15 bông trên một cái cần, trên một cái cần bông của nó, rất là đẹp nha cả nhà. 160.000. Nha cả nhà, 160.000
Với cái mã này sẽ là mã số 13, mã số 13, 160.000, các hoa tím đài nha cả nhà. Rồi, trong cái video hôm nay á thì em chia sẻ vài cái mặt hoa cái laser tem như vậy. Cô chú anh chị nào mà